Theo thông tấn xã Việt Nam đưa tin, chiều ngày 11 tháng 9, ông Nguyễn Duy Hòa, bí thư huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin. Trên địa bàn xã Nậm Lúc vào 14 giờ ngày 10 tháng 9 đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng vùi lấp 8 ngôi nhà tại thôn Nậm Tông. Đất đá sạt lở bất ngờ, với khối lượng rất lớn đã làm 7 người chết, 11 người mất tích và 11 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa Bảo Nhai. Do địa hình bị sạt lở chia cắt giao thông và mất tín hiệu viễn thông nên công tác thông tin giữa huyện và vùng sạt lở bị gián đoạn. Công tác cứu hộ, cứu nạn tại đây gặp rất nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, các lực lượng mất rất nhiều giờ đồng hồ mới tới được vị trí sạt lở. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích phải tạm dừng lại do đất đá tiếp tục sạt xuống. Theo bí thư huyện ủy Bắc Hà, nguy cơ sạt lở vẫn còn cao nên gây nguy hiểm cho các lực lượng tham gia cứu hộ. Hiện nay chúng tôi đang tính toán các phương án để tìm kiếm người mất tích vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo tiến độ nhanh nhất, ông Hòa cho biết. Tính đến thời điểm 17 giờ ngày 11 tháng 9, con số thiệt hại về người tại huyện Bắc Hà đã lên tới 51 người. Trong đó có 15 người chết, 19 người mất tích, 17 người bị thương, trên 1.400 nhà bị thiệt hại. Huyện đã huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện rất khó khăn. Ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 9, tổ công tác của tỉnh do ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn, lực lượng cơ động công an tỉnh Lào Cai, hai tổ cơ động của huyện đã cùng các lực lượng cứu trợ trong và ngoài tỉnh đã tổ chức ứng phó, tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Huyện Bắc Hà đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các sở, ngành liên quan huy động các lực lượng phối hợp với huyện hỗ trợ các điểm sụt sạt các điểm ngập úng sự cố mất điện đảm bảo giao thông liên lạc trên địa bàn huyện phục vụ công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra